của 2010. Vì mình phải lưu ý rằng hầu hết cái chuỗi cung ứng thì đều là từ cái nhà máy của shipper đến kho consignee đó, nhưng mà không phải lúc nào ông shipper cũng trả tiền, mà không phải lúc nào ông consignee cũng trả tiền những cái đoạn đường ở trên cái chuỗi cung ứng như này đó. Vậy thì điều kiện là EF thì là consignee sẽ trả cước biển, đặc biệt quan tâm đến cái phần trả cước biển, bởi vì phần này nó sẽ có cái lợi nhuận nhiều ở trong cái phần này đó. Và phần EF này, điều kiện E, điều kiện F thì là ông consignee được quyền thuê tàu và trả cước biển. Mình sẽ đặt tay ở cái dòng này, mình hất sang bên tay phải đó, thì consignee làm hầu hết các việc đối với điều kiện is work. Tiếp theo điều kiện FOB này, mình đặt tay ở cái dòng này, mình hất sang bên tay phải thì đúng là ông consignee đang được thuê tàu đó, hất sang đoạn này đang được thuê tàu. Và ngược lại, điều kiện C và D thì ông shipper chủ động cho cái việc thuê tàu và trả cước biển đó. Vậy thì nếu mình sale khách hàng mà mình cần phải chú ý là xem là khách hàng có được quyền thuê tàu hay không đó. Bây giờ mình sẽ đi vào cái phần sale của forwarder này. Sale của forwarder thì mình sẽ phân biệt là hàng chỉ định, gọi là hàng normie, và hàng freehand đó. Hàng chỉ định là gì? Nghĩa là như này, cái ông forwarder 1 này, ông forwarder 1 và ông forwarder 2 là hai đại lý của nhau. Ví dụ ông forwarder 2 này đang sale cái ông consignee nhập khẩu của ông shipper, ví dụ hai quốc gia là Việt Nam và Malaysia. Ông forwarder 2 sale ông consignee ở bên Malaysia nhập khẩu của cái ông Việt Nam đấy, ông Việt Nam này, theo điều kiện FOB. Vậy thì ông consignee ở bên Malaysia sẽ làm nhiệm vụ vận chuyển quốc tế, có nghĩa là trả cước biển đó. Và ông forwarder 2 này đứng ra book tàu cho ông consignee, và ông forwarder 2 là kết nối với 2-3 ông forwarder 1 ở Việt Nam, forwarder 1 Việt Nam, và cuối cùng chọn được một cái ông forwarder giá tốt nhất đi đó, ví dụ vậy, và bảo với cái ông forwarder 1 này là ông đặt cho tôi một cái lô hàng từ Hải Phòng đến Pokhlang đi qua các hãng tàu KMTC chẳng hạn đó. Thì ông forwarder 1 này làm theo lệnh của ông forwarder 2, đó là ông forwarder 1 bị chỉ định. Có nghĩa là gì? Ông forwarder 1 này, ông forwarder 2 này sẽ chỉ định cái ông forwarder 1 làm đại lý cho mình, ở bên đầu nước ngoài đó. Và ông forwarder 1 này theo sự chỉ định của ông forwarder 2 sẽ kết nối với công shipper này đó, đó là cái một cái ví dụ về cái hàng chỉ định. Hoặc là cái hàng chỉ định như sau, ở ví dụ một công ở Việt Nam, cái ông xuất khẩu cái lô hàng đi Malaysia đó, xuất khẩu theo điều kiện là ship đi, thì là cái ông forwarder ở Việt Nam này book tàu cho ông shipper từ Việt Nam, từ Hải Phòng đi Pokhlang rồi, ở hàng gần sang đến đầu Pokhlang rồi, thì ông forwarder 1 này có nhiều ông forwarder 2 ở bên Malaysia thì chọn tạm lên một ông forwarder 2 uy tín để đứng ra làm cho mình cái lô hàng, thì ông forwarder 2 này là đại lý bị chỉ định và sẽ kết nối với ông consignee này để có thể là làm cái phát cái DO hoặc là làm thủ tục hải quan, làm cái checking gì đó cho ông consignee đó. Thì những cái như vậy người ta gọi là chỉ định sale hàng chỉ định. Tình huống như vừa rồi là ông forwarder 2 này sẽ phải kết nối với ông consignee để bán cái phần checking và cái phần hải quan, thì đó người ta gọi là sale hàng chỉ định rồi. Cái ông forwarder 2 này biết được thông tin của ông consignee dựa vào thông tin của ông forwarder 1 và shipper ở bên đầu xuất khẩu đó, và ông forwarder 2 tiếp tục sale cái ông consignee này là quốc tế, thì là ông đi qua cái ông forwarder 1 rồi, thì ở phần nội địa checking với cả hải quan thì ông consignee xem có đi qua tôi forwarder 2 không, thì tôi sẽ báo giá cạnh tranh cho ông và dịch vụ tốt. Đó là sale hàng chỉ định
Hàng chỉ định có nghĩa là khách hàng cần xe ni này là khách hàng bị chỉ định, được chỉ định từ bên đầu nước ngoài. Và cái ông forwarder 2 này sale luôn cái ông cần xe ni này, đó là sale hàng chỉ định. Ở tiếp theo thì mình sẽ nói về hàng freehand này. Hàng freehand đó, hàng freehand thì thường sẽ là bên nào được quyền vận chuyển, được quyền vận chuyển thì đó là hàng freehand. Cái ông sale ấy mà sale được khách hàng ấy được quyền vận chuyển thì gọi là hàng freehand đó, gọi là nắm trong tay ấy, hàng freehand ấy đó. Ví dụ như sau, đối với hàng xuất, ví dụ ông forwarder 1 sale được ông shipper, đối với hàng xuất là xuất ship đó, thì là cái ông forwarder 1 này làm cho ông shipper, ví dụ từ kho của shipper, từ xưởng của shipper đến cảng Hải Phòng, xong sau đó thì lênh đênh trên biển đến cảng Pokhran, đó là hàng freehand. Bởi vì ông forwarder 1 này phải tìm kiếm cái ông shipper này, tìm kiếm ông shipper, và ông shipper này có cái đường biển, có cái cước biển, thì đó người ta gọi là hàng freehand. Tiếp theo, ví dụ ở ông forwarder 2 sale được cái ông cần xe đi ở bên Pokhran này, cần xe đi bên Pokhran này, và ông cần xe đi này nhập khẩu theo điều kiện Xbox, nhập khẩu theo điều kiện Xbox, thì có nghĩa là ông forwarder 2 này làm rất nhiều việc từ kho, từ xưởng shipper kéo ra cảng Hải Phòng, kéo đến cảng Pokhran đấy, nó sẽ làm từ đầu đến đoạn cảng Pokhran này đó. Và khách hàng cần xe đi này là do ông forwarder 2 kiếm được, đó là hàng freehand. Và hàng freehand thì thường sẽ được quyền vận chuyển quốc tế, vận chuyển quốc tế, hàng freehand đó. Sau đây là một ví dụ về hàng freehand này. Ông shipper A và cần xe đi là B đó, đặt địa vị là mình là ông forwarder 2, là cần xe đi là B ở Hồ Chí Minh, và ông shipper A là ở Bangkok đó. Đề bài này, cần xe đi B ở Hồ Chí Minh nhập khẩu mặt hàng quạt ở của shipper A ở Bangkok đó, điều kiện nhập khẩu là phốp Bangkok, phốp là đây, và giao hàng tại Bangkok, chỗ này, giao hàng tại chỗ này đó. Vậy thì đặt cái tay ở đây hất sang phía bên tay phải là phía Hồ Chí Minh, là khách hàng của mình, phía cần xe đi là khách hàng của mình, thì cần xe đi phải làm cái cước biển này, xong làm các thủ tục hải quan các thứ, local charge, rồi vận chuyển đến kho cần xe đi đó, là điều kiện phốp. Lượng hàng ở đây là 2 công 40. Vậy thì mình đặt địa vị là forwarder 2, mình sẽ phải làm cho cần xe đi những việc như sau. Đầu tiên là chi phí book tàu, gọi là OF, là ocean freight, là cước biển, 2 công 40 cho cần xe đi B từ Bangkok về Hồ Chí Minh, và mình phải nhờ cái ông forwarder 1 này ở bên đầu Bangkok book hộ mình đó. Tiếp theo là cái local charge tại cảng Hồ Chí Minh, gồm TSC, CIC, vệ sinh công, DO handling, những cái local charge như vậy, và thêm một vài cái phí chi hộ trả hộ như là phí nâng hạ, phí đem, phí đét đó. Chi phí tiếp theo là thủ tục hải quan này, kiểm tra chất lượng tại Hồ Chí Minh này, mà đang quạt thì có khả năng dính về kiểm tra chất lượng này, cộng với thuế liên quan thuế nhập khẩu, thuế VAT đó. Tiếp theo là phần tracking, tracking từ cảng Hồ Chí Minh về đến kho của cần xe IB ở Bình Dương đó, và vận chuyển 2 công 40 về kho cần xe IB ở Bình Dương đó. Đó là những cái chi phí mà mình phải báo giá cho cái ông cần xe IB ở Bình Dương, đó là freehand, bởi vì mình tự tìm được cái khách hàng cần xe IB, và với điều kiện là phốp thì là khách hàng được quyền vận chuyển quốc tế, thì là đó là một cái điểm mạnh, điểm nhấn để mình được có được cái phần book tàu, có được cái phần book tàu thì mình sẽ tăng được cái doanh thu của mình. Và hàng freehand thì lợi nhuận sẽ cao hơn, lợi nhuận sẽ cao hơn và sẽ chủ động được khách hàng hơn, chủ động được khách hàng hơn, bởi vì bản thân sale tự tìm kiếm khách hàng. Và hầu hết các sale đều tìm kiếm và tập trung vào cái hàng freehand này, tự tìm kiếm khách hàng, tự handle hàng, chứ không phải chỉ định. Bởi vì hàng freehand thì là cái lợi nhuận nó sẽ cao hơn và sẽ chủ động với khách hàng hơn.
Ở phần này thì mình sẽ đến với sale overseas. Đây là hình thức dành cho những công ty có quy mô lớn này, muốn bành trướng quy mô hơn ở dạng tìm kiếm đối tác nước ngoài và mong muốn hướng đến là họ sử dụng cái dịch vụ của mình. Đó. Vậy thì là những công ty liên quan đến forwarder 1 và forwarder 2, họ muốn kết nối với nhau và mong muốn sử dụng dịch vụ của nhau. Ví dụ ông forwarder 2 này, ví dụ tên là XC đi. Ông forwarder 2 tên là XC ở bên Malaysia này, muốn kết nối với cái ông ở Việt Nam và đang có 3 mối quan hệ giữa ông công ở Việt Nam là ông forwarder 1 là A, B, C đều ở Việt Nam. Có những cái mối quan hệ dựa vào các hiệp hội liên quan logistics. Rồi. Và ông forwarder 2 XC này sẽ gửi một cái email để chào cái dịch vụ cho những ông A, B, C Việt Nam và sẽ báo giá là giá xuất khẩu từ Malaysia xuất khẩu về Việt Nam. Đó. Ví dụ như sau. Ví dụ như là cái ông Malai này, ông gửi từ cảng Pokalang này về cảng Hồ Chí Minh, Cát Lái và về cảng Hải Phòng. Theo điều kiện là FCL, theo điều kiện FCL và cái lô hàng là theo như là FOB là từ cảng tới cảng. Và đối với công 20 và công 40. Và cái nội dung mà họ truyền tải ở đây là cái giá cước từ cảng Pokalang đến cảng Cát Lái này. Đó, công 20 là 300, công 40 là 600. Đó, đấy, đây là cái Pokalang bao gồm những cái sơ chạc gì, bao gồm những cái local chạc này. Đó, thì những cái phần mà local chạc và những cái phần này thì các bạn nên tham khảo cái khóa cơ bản. Đó, cái valid ở đây là đến cái thời hạn là bao nhiêu, mùng 1 tháng 5 hay gì đó. Carrier là tên hãng tàu, là có những cái hãng tàu này cho khách hàng lựa chọn. Và cái frequent là có nghĩa là cái ETD ấy, có nghĩa là ngày tàu chạy ấy, ngày tàu khởi hành ấy, là ví dụ thứ bảy này của EMC là thứ bảy này, Sinoco là thứ sáu này, thời gian chạy ở đây là 5-6 ngày hoặc là 4 ngày tùy từng hãng tàu, đó. Họ sẽ đưa ra một cái email để chào giá như thế này và họ sẽ chào tầm khoảng 3 cái ông forwarder Việt Nam chẳng hạn, ví dụ vậy là ông ABC đó. Ở ngoài ra thì là còn thêm cái ông còn thêm cái cảng Hải Phòng nữa, tương tự cảng Hải Phòng thì rẻ hơn, cước ở đây có phần rẻ hơn. Đó, 230 này. Nhưng mà công 40 lại cao hơn một chút này, 460 này. Đó. Và mình phải hiểu và đọc được cái báo giá này thì mình mới có thể báo giá cho khách hàng của mình được. Đó là cái cách mà ông forwarder 2 sale cái ông forwarder 1 là những ông A, B, C ở Việt Nam, là gửi báo giá hàng tháng cho cái ông ABC này. Và khi nào ông ABC này có nhu cầu thì sẽ sử dụng cái báo giá của ông forwarder 2 và sử dụng dịch vụ của ông forwarder 2 thì sẽ là một cái lô hàng nhập khẩu từ bên phía Malaysia nhập khẩu về phía Việt Nam. Đó, và sử dụng cái ông forwarder 2 lại là đối tác của cái ông forwarder 1. Đó. Vậy thì ông forwarder 2 lúc này là sẽ tự tin vào cái báo giá của mình, và khẳng định rằng là tôi sẽ đảm bảo được là sẽ handle hàng cho ông từ bên cảng Pokalang về cảng Việt Nam được, và hy vọng rằng ông sẽ sử dụng cái dịch vụ của tôi. Đó là công forwarder 2 đang sale 3 cái ông forwarder ABC, gọi là forwarder 1 ở Việt Nam. Ngược lại thì những ông ở Việt Nam cũng có thể sale những ông ở Malai, là những ông forwarder Việt Nam, ví dụ đặt địa vị mình là ông forwarder A, mình sẽ giao lưu với những ông XYZ ở bên Malaysia qua những hiệp hội của logistics quốc tế. Rồi mình sẽ, vậy thì công ty A này ở bên Việt Nam sẽ phải báo giá xuất khẩu, có nghĩa là những cái cảng từ Hải Phòng, từ Hồ Chí Minh xuất khẩu đi cái cảng ở Malaysia thì có những cảng chính như là cảng Pokalang, Penang. Ví dụ này, ví dụ mình sẽ có cái cảng là cảng POL là cảng Hải Phòng và xuất khẩu POD là đi những cảng liên quan đến Penang này, Pokalang. Đó, Penang, Pokalang. Và báo giá cho khách hàng, carrier là hãng tàu, đây là Evergreen này, 12 này, OOCL này. Đó, và báo cho cái khách hàng, báo cho cái ông forwarder 2 ở bên Penang là tôi có dịch vụ từ cảng Hải Phòng hoặc là có thể thêm Hồ Chí Minh nữa đi đến cảng Penang và cảng Pokalang. Nếu ông có nhu cầu nhập khẩu về Penang hay Pokalang thì hãy dùng dịch vụ của tôi.
đảm bảo chất lượng này chất lượng kia, ví dụ thế. Và có cái giá mà hãng tàu gửi cho đây. Đó, ví dụ là công 20 là 300, 200, 400. Công 40 thì sẽ là 650, 750, 800. Đó, tùy từng hãng tàu, tùy từng hãng tàu. Đó. Và có cái frequent ở đây là cái ETD là ngày tàu khởi hành ấy. Có rất nhiều chuyến trên tuần. Thời gian thì là có thể là từ 10, từ 8 đến 16 ngày. Ở phần này có phần transit này, là cái phần mà nó chuyển tải đâu này. Ví dụ từ direct ở đây là direct là đi trực tiếp, đi một phát luôn. Nhưng mà transit là sẽ phải có từ hai cảng trở lên. Đó. Và mình sẽ phải đưa cái báo giá này cho những đối tác nước ngoài, gọi là forwarder 2. Đó, vậy là ông forwarder 1 ở Việt Nam sẽ đi tìm những ông forwarder 2 XYZ ở Malaysia hoặc là các quốc gia khác và đề nghị rằng dùng dịch vụ của tôi ở bên Việt Nam với những cái báo giá mà tôi đã báo giá qua email cho ông, ví dụ như vậy. Và tất nhiên là muốn làm được điều đó thì công ty mà mình làm ấy, nó phải có giá suất cực là tốt, rất là tốt, và dịch vụ ổn thì mới có thể làm công cụ để đi sale được. Đó. Và trình độ của những người sale overseas ấy, là trình độ cao. Trình độ những người này trình độ cao. Hầu hết làm việc qua email, hầu hết làm việc qua email. Nhưng mà để sale được những cái ông forwarder 2 để làm đại lý cho mình ấy, à để dùng dịch vụ của mình ấy, thì nó ngoài việc làm việc qua email ra thì người ta còn phải dùng những cái phần mềm để chat hoặc là để kết nối hoặc là gặp gỡ thì mới có thể đảm bảo được tin tưởng và dùng dịch vụ của nhau.